Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạch Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định với bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, kể từ khi phóng thành công hỏa tiễn tầm xa hồi tháng 12 năm 2012 và nổ nguyên tử vào tháng 2 năm nay, Chủ tịch Kim Thống Chế Kim Chính Ân đã có thái độ cứng rắn hơn đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn. Cách hành xử của Hoa Kim có vẻ thất thường, khó dự đoán, khiến cho dư luận quốc tế rất e ngại và tìm cách đối phó. Bình Nhưỡng đã hủy bỏ Hiệp ước Đình Chiến năm 1953, cắt toàn bộ điện thoại liên triều, ra lệnh hỏa tiễn phi đạn lên giàn phóng, quân đội sẵn sàng tác chiến khi được lệnh từ Trung ương. Hai ngày qua, Kim Chính Ân đẩy tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thêm một nấc nữa khi tuyên bố sẽ tái khởi động các cơ sở hạt nhân đã ngưng từ năm 2007 và từ chối cấp phép thông quan cho doanh nhân và xe vận tải tới khu kỹ nghệ Liên Triều. Lệnh cấm này đã xuất phát từ sáng ngày 3 tháng 4 và hình như cũng chưa có gì thay đổi. Họ Kim đã cạn biện pháp đe dọa chăng? Việc tái khởi động các cơ sở hạt nhân, kể cả nhà máy điện Pyongyang, không dễ dàng và nhanh chóng thực hiện. Khu kỹ nghệ Kaesong vẫn hoạt động vì 868 công nhân Nam Hàn đang điều hành. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế thừa nhận cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đã đi quá xa. Thống chế Kim áp dụng chiến lược bờ vực chiến tranh theo truyền thống tống tiền của người cha quá cố, nhưng hình như không biết giới hạn phải dừng, khiến cho bị phản ứng quyết liệt. Vì thế, Hoa Kỳ cố làm cho Bình Nhưỡng nhận thức rõ ràng đường ranh đỏ trong trò chơi chiến tranh bằng cách điều động phi cơ chiến hạm tối tân nhất tham gia và duy trì cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn sẽ kéo dài đến hết tháng 4. Kim Chính Ân muốn nhiều lắm, từ viện trợ, đầu tư để xây dựng nền kinh tế phát triển và thu đắc vũ khí nguyên tử. Chủ tịch Kim đã bổ nhiệm Park Bong-ju, 74 tuổi, làm thủ tướng. Ông ta đã từng đảm nhiệm chức vụ này trong giai đoạn 2003-2007, tức là giai đoạn có cuộc đàm phán về nguyên tử mang nhiều dấu hiệu cải thiện được. Có thể Bắc Hàn đang chuẩn bị các điều kiện để trở lại bàn đàm phán 6 bên gồm Nga, Tàu, Bắc Hàn, Mỹ, Nhật, Nam Hàn. Vì Bắc Kinh không ủng hộ việc gây thêm căng thẳng, trong khi các chuyên gia Nga cho rằng Bình Nhưỡng chỉ tính tống tiền Tây Phương. Nguy cơ cao nhất trong vụ căng thẳng này có thể đến từ sự hiểu lầm giữa Nam và Bắc Hàn, cho nên dư luận tiếp tục theo dõi sát hai quốc gia này. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.